Những ngày đầu năm 2015, từ cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn đi qua cửa biên phòng Trung Quốc khoảng 200m là khu mậu biên cửa khẩu của thị trấn Pò Chài. Đó là ba dãy nhà hai tầng song song nhau được đặt tên theo ký tự ABC. Ở đó mặt trong của hai dãy nhà số A12 đến A36 và từ B12 đến B36 là phố mại dâm mà người Trung Quốc gọi là chợ gái Việt. Đầu chợ là hàng chục bàn bia đặt giữa lối đi vắng tanh. Quý, một thổ địa, cho biết ban đêm mới họp chợ đông đúc, dân chơi ở bằng tường đổ về đây tìm gái. Đi sâu vào trong, dãy phố trông giống như một chung cư. Ở mỗi tầng trệt khoảng 4x4m có ít nhất là 4 cô gái ăn mặc tươi mát ngồi song song nhau hướng mặt ra đường. Cô nào cũng cầm trên tay một chiếc khăn chăm chỉ thêu trông rất nhàn hạ. Dưới cái lạnh 5 độ C, các cô vẫn hở đùi khoe gần hết ngực. Thấy có khách, cô tổ trưởng tổ thêu cất tiếng Trung Quốc mời chào. Quý khách đáp trả bằng tiếng Trung Quốc: "Ông chủ, tôi là người Việt, có tiếp không?" Cô tổ trưởng tổ thêu lộ vẻ thất vọng, nói bằng tiếng Việt: "Chúng em không được phép tiếp người Việt ạ." Thấy khách bước vào, cô tổ trưởng tổ thêu xua tay khẩn khoản: "Mấy anh chị ơi, em cũng muốn tiếp mấy anh, nhưng cảnh sát sẽ bắt đấy. Anh đi ra nhanh, kẻo bọn ma cô trông thấy." Qua sự giới thiệu của Mế Trang, người Gia Lai lấy chồng Trung Quốc từ thuở 20, khách gặp cô Hồng từng làm chủ chứa khu chợ gái Việt. Bây giờ Hồng chuyển sang bán đồ chơi kích dục. Hồng cho biết luật pháp Trung Quốc cấm kinh doanh mại dâm, nhưng những khu kinh tế mậu biên như Pò Chài, chính phủ mắt mở mắt nhắm với điều kiện gái mang quốc tịch Việt Nam. Khách chơi là đàn ông Trung Quốc, là đàn ông nước ngoài trừ đàn ông Việt Nam. Một số gái mại dâm Trung Quốc bị lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội truy quét đã chạy về Pò Chài làm chứng minh thư giả quốc tịch Việt Nam để hành nghề. Trong quá trình kinh doanh, nếu để xảy ra mất an ninh trật tự sẽ bị phạt rất nặng. Điều kỳ lạ là ban quản lý khu mậu biên cấp giấy phép kinh doanh gái hẳn hoi, có đóng thuế môn bài hàng năm, thuế hóa đơn hàng tháng, thuế an ninh hàng ngày, nhưng để xảy ra lùm xùm là chủ chứa phải hầu tòa vì tội chứa gái. Người gìn giữ kỷ cương luật pháp ở khu chợ gái Pò Chài không phải là cảnh sát mà là ma cô. Ma cô thu tiền thuế ngày, gọi là tiền an ninh, thuế tháng, thuế năm của các chủ chứa rồi đóng cho cơ quan chức năng. Những tranh chấp của cư dân chợ gái đều được các ma cô xử theo luật giang hồ. Gái giành khách, khách giành gái, quỵt tiền, quỵt nợ đều được ma cô xử bằng nắm đấm. Khi có gái mới nhập chợ, ma cô có quyền nếm thử miễn phí. Gái vi phạm luật giang hồ, ma cô túm đầu lôi vào phòng lột chuồng rồi tra tấn. Ở đây không tra tấn bằng dụng cụ gây đau đớn mà bị kích thích đến phát điên. Dụng cụ là những đồ chơi kích dục. Họ thay nhau dùng dụng cụ kích dục suốt 24 giờ. Khi thả ra, cô gái không còn sức để hé mí mắt. Có người liệt hai chân suốt cả tuần. Có người hóa điên thật, như trường hợp của Đài quê ở Hải Phòng. 21 tuổi, Đài là hoa khôi của B25 nên đắt khách. Sau khi chia 40% tiền đi khách cho chủ chứa, cô vẫn còn giữ được hơn 1.000 tệ mỗi ngày. Tuy nhiên, Đài vẫn thiếu tiền mua ma túy cho mình và người yêu. Cũng là dân Hải Phòng ăn bám. Những ngày mưa gió vắng khách, Đài phải vay tiền của chủ chứa với mức lãi 100% một ngày. Hầu hết chủ chứa ở Pò Chài đều kiêm nghề cho vay nặng lãi. Tháng 2 năm 2012, khi số nợ lãi nhập vốn lên đến 10.000 tệ, Đài rủ người yêu trốn lên bằng tường. Chủ chứa báo cho ma cô, hai ngày sau Đài bị lôi về. Sau hai ngày tra tấn, khi được thả, Đài trở thành người điên. Bất kể ai chạm vào người, cô cũng lăn quay ra đất uốn éo, rên rỉ như ma nhập. Người yêu phải cõng cô về Việt Nam để chữa trị. Hồng khẳng định, ở khu Pò Chài không có lầu nào nhốt gái bắt buộc đi khách cả. Chỉ có những gái mượn nợ rồi quỵt không chịu trả mới bị ma cô xử tội, buộc đi khách để trả nợ. Nếu vô tội mà bị nhốt, chỉ cần gái la hoảng một tiếng là ma cô xuất hiện phân xử ngay. Tại Pò Chài, mua bán gái là chuyện thường tình. Có kẻ đem người yêu từ Việt Nam sang bán vào lầu, nhưng đa phần là các cô gái đồng ý. Từ bán có nghĩa là ứng tiền trước rồi hành nghề trả nợ sau. Tuy nhiên khi va vào nợ với mức lãi 100% một ngày, hiếm có cô gái nào mà thoát nợ. Một gái mới nhập lầu, chủ thường cho vay tiền để mua phấn son quần áo. Sau vài tuần làm việc, thấy đồng nghiệp chơi ma túy, gái mới tập tành. Thế là nợ chồng nợ phải trốn. Biên giới chỉ cách 200m, nhưng hầu hết con nợ không muốn về Việt Nam mà đi sâu vào đất Trung Quốc, để rồi chìm ngập trong vũng bùn nhơ nhớp.
Khách đến tìm gái bỏ chài, ngoài giới ăn chơi trác táng, giới kinh doanh xả xui, còn có không ít nông dân nghèo không vợ. Sau vài lần đến tìm gái, những nông dân này trở nên mê đắm. Chỉ cần có thế, gái vờ khóc thỏ thẻ bảo, anh tìm tiền chuộc em về làm vợ đi. Một gã khờ sẽ về nhà bán ruộng vườn đi chuộc gái, bởi cô gái sẽ thỏa thuận với chủ. Số tiền gọi là chuộc ấy sẽ chia theo tỷ lệ gái 6, chủ 4. Giá chuộc cô gái không dưới 4 cây vàng. Sau khi giao tiền chuộc cho chủ, gái khăn gói đến nhà chồng làm bà chủ. Mặc cho chồng lam lũ cày sới ngoài đồng, gái nằm khểnh, thoa son chát phấn, giống karaoke suốt ngày. Chỉ cần chồng nói nặng một tiếng, gái có cớ xách giỏ trở về lầu cũ. Nếu chồng tìm đến, bà chủ lại ra giá chuộc. Có khi theo thỏa thuận của gái, chủ bán được một lúc cho 2-3 ông chồng. Những phi vụ như thế, gái gọi là làm hàng quay. Thi trốn gia đình, mò sang, bò chài từ lúc 13 tuổi. Lúc mới sang, Thi xin rửa chén bát cho các hiểu ăn, chỉ để có bữa cơm hàng ngày. Khi rảnh, Thi thường lân la sang khu chợ gái Việt làm việc vặt cho các gái để xin tiền bo. Hồng thương tình nhận Thi làm con nuôi đem về lầu ở. Hàng ngày Thi chẳng làm gì cả. Một lần nọ, Hồng phát hiện Thi ăn cắp tiền của khách. Nổi điên, Hồng đánh con gái nuôi một bạt tai. Thi bỏ nhà đi cả tuần. Hồng đi tìm thì trông thấy Thi ngồi đón khách ở một lầu khác. Hồng gọi Thi về và từ đó Thi trở thành gái chuyên nghiệp. Với gái, Hồng ăn chia tiền khách 6/4, nhưng với con gái nuôi, Hồng để cho Thi lấy trọn tiền. Vốn xinh đẹp nên Thi rất đắt khách. Năm Thi 17 tuổi, trong số khách thường lui tới có A Lọ, là một đại gia nuôi trồng thủy sản. A Lọ đã có vợ nhưng mê đắm Thi đến nỗi đêm nào anh ta cũng đi ô tô đến. Thi bàn với Hồng nạo tiền A Lọ. Một lần A Lọ đến chơi, Thi khóc than bảo muốn thoát kiếp làm gái, nhưng nợ Hồng 10 cây vàng. A Lọ bỏ ra 10 cây vàng xin chuộc Thi ngay. A Lọ mua một căn nhà ở Nam Ninh cho Thi ở. Từ ngày làm vợ, A Lọ mỗi tuần Thi gửi về cho Hồng rất nhiều tiền vàng và nữ trang. Thi còn rủ dê A Lọ chơi ma túy. Lâu lâu Thi kiếm chuyện gây sự rồi trốn A Lọ về bò chài với Hồng. A Lọ lại đánh xe đến đón về. Mỗi lần đi đón, Hồng lại bảo A Lọ bỏ ra 4 cây vàng ra chuộc. Sau 2 năm làm chồng, tài sản của A Lọ chỉ còn con số 0. Thế là Thi về lầu ở luôn với Hồng. A Lọ tức giận cho người đến quậy. Thi trốn về Việt Nam, chờ Yên mới mỏ qua. Từ phi vụ của Thi, gái bò chài rủ nhau chơi chiêu muốn hoàn lương làm vợ nhưng không có tiền chuộc. Khu chợ gái bò chài bây giờ có hẳn hàng chục phi đội hàng quay. Hàng quay bây giờ không chỉ nhắm tới đại gia thừa tiền mà còn nhắm vào các động chứa bất hợp pháp ở Bằng Tường, Nam Ninh. Một nhóm gái cử ra một cô làm phi đội trưởng, đóng vai chủ chứa. Phi đội trưởng tìm đến các lầu thiếu gái hoặc những người đàn ông cần mua vợ để bán từng gái với giá 10.000 tệ một cô. Gái sẽ được chia 6.000 tệ. Sau khi được mua, gái tìm cách để trốn ra rồi bán tiếp cho người khác. Khi không có chỗ để bán, gái lần về Việt Nam nghỉ xả hơi. Khi đi ăn nắng lại vượt biên sang Trung Quốc để bán hàng quay. Khi bị nạn nhân bắt được đánh đập rửa hận thì gái lu loa là bị bắt làm nô lệ tình dục. Hồng Nhung rất là mong nhận được phản hồi của quý vị ở phần bình luận phía dưới mỗi video. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.